Hơn 2 lít tí. Hả? Hơn 2 lít một tí thôi. Ừ nhé. Không ngắt quãng. Thổi ra. Thời gian này 20 giờ 29 phút này. Kết quả kiểm tra, kết quả in ra này 0,507 mg trên lít khí thở đây nhá. Sáng ngày 8 tháng 2, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai anh em ruột về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4 tháng 2, trong quá trình tuần tra thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại địa bàn xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tổ công tác phát hiện Hoàng Văn Thương, 32 tuổi, trú cùng xã, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tháo ống xả, có biểu hiện sử dụng rượu bia, lạng lách, nẹt pô xe. Ngay sau đó, lực lượng công an yêu cầu dừng xe, nhưng Thương không chấp hành mà lao thẳng xe vào tổ công tác. Chưa dừng lại, Thương còn dùng gạch đá chống trả khiến trưởng công an xã Lò Văn Trưởng bị thương ở vùng mắt. Sau đó, lực lượng công an đã khống chế và bắt giữ được Thương. Sau khi nghe tin em trai bị công an bắt giữ, Hoàng Văn Dương đã đến trụ sở công an xã Pa Thơm chửi bới, tấn công lực lượng công an nhằm giải cứu cho em trai. Hậu quả khiến một trưởng và một phó công an xã bị thương ở vùng mặt. Ngay sau đó, lực lượng công an xã đã khống chế đối tượng Dương, đồng thời lập biên bản bắt giữ hai đối tượng Dương và Thương về hành vi chống người thi hành công vụ. Tại thời điểm bị bắt giữ, cả hai đối tượng đều có nồng độ cồn trong hơi thở là trên 0,5 mg trên một lít khí thở, vượt quá mức quy định.